Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 10 phút dành cho chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh cùng quý vị và các bạn kế hoạch sản xuất vụ đông của tỉnh qua phóng sự tăng cường mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ đông. Trước hết là một số tin tức nông nghiệp đáng quan tâm. Sau một thời gian đẩy mạnh các biện pháp khoanh vùng ngăn chặn và phòng chống dịch, đến nay toàn tỉnh đã có 21 trên 28 xã đã khống chế và dập tắt được dịch tả lợn châu Phi. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 292 hộ, 71 thôn, bản, tổ dân phố của 28 xã phường thị trấn thuộc các huyện Văn Bản, Bảo Yên, Mường Cương, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai. Dịch bệnh khiến khoảng 1.600 con lợn mắc bệnh, và cùng ô chuồng phải đem đi tiêu hủy. Khối lượng tiêu hủy trên 62.200 kg. Đến nay đã có 21 trên 28 xã, dịch bệnh đã được khống chế, dập tắt và thực hiện công bố hết dịch theo quy định. Tuy nhiên, trước những nhận định, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và rất có thể sẽ bùng phát mạnh vào dịp cuối năm. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương và bà con nông dân tiếp tục hoàn thành tốt công tác tiêm phòng, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và tích cực chuyển đổi sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo duy trì đàn và có đủ số lượng tỷ hơi cung ứng cho thị trường cuối năm. Hiện nay vùng quýt Mường Khương đã vào mùa. Tuy giá bán tại vườn có rẻ hơn một chút so với vụ trước, nhưng các chủ vườn vẫn có lãi. Toàn huyện Mường Khương hiện có 815 hecta quýt. Năm nay cây quýt Mường Khương được mùa và sai quả. Năng suất dự kiến đạt khoảng 105 hecta tạ mỗi 1 hecta. Giá quýt cân su được bán tại vườn ở thời điểm này giao động từ 10 đến 14 ngàn đồng mỗi kg tùy loại xô hay chọn. Mức giá này được thấp hơn một chút so với cùng kỳ thu hoạch năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát trên diện rộng và ảnh hưởng tới việc đi lại, giao lưu hàng hóa của các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, người nông dân vẫn có lãi. Sau vụ thu hoạch quýt mở khương, từ ngày 20 tháng 11, một số vườn cam canh cũng bắt đầu cho thu hoạch. Vụ cam năm nay được mùa nên năng suất và sản lượng sẽ rất cao hiện nay ngoài việc chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ một số chủ vườn cũng có ý định đón khách tham quan mua bán ngay tại vườn quýt tuy nhiên do dịch giã nên lượng khách du lịch đến địa phương hầu như không có điều này cũng phần nào làm giảm thu nhập của các hộ trồng quýt tại địa phương Năm 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến sản phẩm cây dược liệu tiêu thụ chậm. Do đó, một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã thận trọng trong việc mở rộng diện tích, đồng thời lựa chọn các chủng loại cây dược liệu phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Đối với diện tích trồng mới cây dược liệu, trong năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được 536 hectare, tập trung tại các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Simacai và thị xã Sapa. Các nhóm cây dược liệu được trồng gồm đương quy, cát cánh, đảng sâm, atiso, chùa dù. Hiện nay các loại cây xuyên khung, đương quy, cát cánh và đảng sâm đang trong thời gian chăm sóc, sinh trưởng phát triển tốt. Cây atiso đã kết thúc thu hoạch, sản lượng đạt 2.600 tấn. Với niên vụ 2021-2022, thị xã Sapa trồng thêm 50 hectare, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra nhìn chung các dự án mô hình được các địa phương triển khai tập trung vào những loại cây dược liệu có triển vọng và thị trường tiêu thụ thuận lợi nên đạt được hiệu quả cao góp phần nâng cao thu nhập của người dân địa phương so với phương thức sản xuất cây dược liệu truyền thống và các cây trồng khác Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đang khẩn trương làm đất, cấy nhanh tiến độ sản xuất cây trồng vụ đông, vụ sản xuất chính thứ ba và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong những năm gần đây. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh liên kế hoạch trồng 4.000 hecta cây rau màu, gồm cây ngô ngọt, ngô nếp, rau đậu các loại và cây hoa. Để vụ đông đạt cả 3 mục tiêu, diện tích, năng suất và sản lượng, ngành nông nghiệp đã sớm phân khai kế hoạch sản xuất cho các địa phương Đồng thời khuyên cáo, ngay sau khi kết thúc việc thu hái vụ mùa, bà con cần khẩn trương làm vụ đông sớm với nhóm cây ưa ấm, đa dạng hóa cây trồng, cũng như sớm có sản phẩm vụ đông ra thị trường, tránh ổn ứ cạnh tranh với trà sản xuất chính vụ. Sở nông nghiệp cũng tham mưu cho tỉnh để giao kế hoạch vụ đông sát với thực tế và cái thứ hai là gắn với lại cái sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Thì sản xuất năm nay thì cơ bản là giao kế hoạch khoảng 4.000 ha và với cái giá trị thì dự kiến là sẽ đạt 93 triệu trên một ha. Ờ ngay từ đầu thì cơ quan chuyên ngành cũng đã hướng dẫn các địa phương là tập trung vào cái nhóm rau mà có cái giá trị và cũng phù hợp với lại cái tình hình Covid hiện nay trong cái việc vận chuyển. Thì cơ bản là tập trung vào những cái nhóm rau ăn lá hoặc là những cái nhóm rau củ quả có thể bảo quản vận chuyển được. Thì để cho cái vấn đề liên kết với các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã thì nó thuận tiện hơn tại huyện Bảo Thắng, địa phương có diện tích cây trồng vụ đông lớn của tỉnh. Ngay từ đầu tháng 10, kế hoạch sản xuất vụ đông đã được huyện chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ. Đối với cây vụ đông thì trên huyện Bảo Thắng được thực hiện 817 HA bà con nhân dân thì được thực hiện là xen canh giải vụ trên cái đất lúa đảm bảo cho đúng cái khung lịch thời vụ cũng như là theo cái khuyến cáo của các cái cơ quan chuyên môn thực hiện đối với các cái cây trồng để làm sao để liên kết đối với các cái hợp tác xã cũng như cái doanh nghiệp để có cái sản phẩm đầu ra cho nó đảm bảo ổn định tiêu thụ, cố gắng phân đấu làm sao là đối với các cái chọn lựa những cái, 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 cái cây uh, trồng uh, nó đảm bảo được cái giá trị kinh tế cao. Huyện Bảo Thắng cũng đang mở rộng diện tích mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột tại ba xã: Gia Phú, Sơn Hải và Thái Niên từ 10 ha lên 15 ha. Các loại rau màu khác cũng được phân khai diện tích và thời vụ hợp lý nhằm đạt mục tiêu sản xuất vụ đông sẽ đạt 100 triệu hecta trong năm nay. Do có nhiều kinh nghiệm trong việc canh tác cây rau màu nên ở thời điểm này, tại ba xã Gia Phú, Sơn Hải và Thái Niên, một số hộ gia đình đã bắt đầu thu hoạch cây dưa chuột vụ đông sớm. Nhờ chân ruộng này của gia đình chị Nguyễn Thị Luyên ở thôn soi cờ xã Gia Phú, hiện dưa chuột đã cho hai lứa thứ hai sớm hơn các chân ruộng khác của nhiều hộ dân trong xã từ 10 đến 15 ngày tôi dùng sớm này thì uh, thứ nhất là lúc nghĩ này nó trái vụ thì nó giá cả sẽ đắt hơn nhưng mà lúc mình trồng nó cũng vất vả hơn cái vụ chính của nó. Được cái là cái giá cả ra ngoài thị trường thì giá nó sẽ cao hơn. Thì tôi này dùng gối thêm vụ dưa nữa, bao giờ vụ dưa này tàn xong tôi để dùng thu tiếp vụ dưa quần tiếp theo và tôi dùng gối vào với nhau, lúc nào tôi cũng có dưa bán. Tại huyện Ba Sát, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ cây khoai tây và bí lai F1 giữa bà con nông dân một số xã với công ty xuất khẩu Kiên Giang đã được khởi động từ cuối tháng 10, ngay khi gạt xong lúa mùa. Với cam kết, công ty thu mua toàn bộ sản phẩm quả bí lai F1 sau thu hoạch, đồng thời sẽ hỗ trợ một phần kinh phí trong quá trình chăm sóc. Các hộ nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất, hy vọng hai loại cây trồng mới này sẽ mang lại thu nhập ổn định trong vụ đông năm nay. Phấn khởi là nhà nước đã quan tâm đến dân, đã đầu tư cho dân trồng bí. Thì gia đình nhà cô Mỹ dân ở đây rất phấn khởi. Đầu ra thì xã có đã có đầu ra thì chúng tôi dân chúng tôi là yên tâm để trồng bí. Nếu mà năm nay mà trồng bí mà thành công thì chúng tôi sang năm tôi tiếp tục trồng. Tại một số địa phương khác là xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Những ngày này bà con nông dân cũng đang khẩn trương thực hiện khâu làm đất và xuống giống các loại rau màu. Phân đấu trồng đủ diện tích 80 hecta cây rau màu theo đúng kế hoạch phân bổ. Ủy ừ, ban xã đã có văn bản triển khai và thông báo tới nhân dân trên địa bàn xã về việc là chuẩn bị kế hoạch sản xuất cây vụ đông và những loại cây vụ đông mà xã định hướng để cho nhân dân trồng là ngô ngọt, khoai lang, các loại rau vụ đông. Tôi trồng khoai ấy, năm ngoái kia tôi trồng khoai ấy, tôi được hai chục hơn hai chục triệu. Vâng. Riêng khoai. Cho riêng khoai ngô. đấy, riêng khoai đấy. Nhưng còn rau còn ngô nữa được hai mươi hai triệu tất cả năm ngoái là khai hai triệu nông dân tôi thế là nắm tiền rồi đấy. đấy. Đến nay bà con nông dân toàn tỉnh Đã trồng được khoảng 3.700 hecta cây vụ đông Đạt trên 96% kế hoạch Diện tích còn lại Các huyện, thị xã và thành phố Hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Để sản xuất vụ đông đạt kết quả mong muốn Đem lại thu nhập cao cho người dân Cơ quan chuyên môn ngành khuyến cáo Bà con nông dân cần chủ động Trong việc phòng chống sâu bệnh Phòng chống rét cho cây trồng vụ đông Đảm bảo để các loại cây rau màu sinh trưởng tốt phân đấu sản xuất vụ đông năm 2021 đảm bảo cả 3 mục tiêu, năng suất, sản lượng và đem lại giá trị kinh tế, thu nhập cao cho người trồng trọt. Tới đây thời lượng dành cho chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.